Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì Hà Nhật 123 xin giới thiệu tới các bạn một chiếc nồi ủ Themis có dung tích là 4,5 lít. Đây là chiếc nồi của hàng Nhật nội địa. Chiếc nồi này thì có những gì đặc biệt? Thực ra chiếc nồi này có rất là nhiều tính năng hay và gần như có thể thay thế hoàn toàn cho nồi áp suất được, cho nên là dùng rất là tiện dụng mà chúng ta không cần phải cắm điện hoặc không phải mất công đun nấu hoặc là canh thời gian. Mình sẽ mở hộp chiếc nồi này và bỏ ra cho các bạn xem. Đây chính là nguyên bản chiếc nồi của chúng ta. Cái này chúng ta sẽ có hai màu, một màu ghi và một màu nâu. Hôm nay mình chọn màu nâu để mở này. Đây, bên trong nó sẽ có một cái nõi này. Cái nõi này thì chúng ta dùng đun nấu như một chiếc nồi bình thường cũng được. Đây, nắp vuông kính này. Từ mọi đường nét chi tiết rất là chắc chắn, đẹp. Đây là chiếc cái nồi trong này. Hôm nay mình cũng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu xem là chiếc nồi này nó có thực dụng như thế không. Đây chính là cái phần nồi đáy bên trong. Cái nồi này chúng ta có thể nấu từ hoặc là nấu ga đều được này. Nấu bếp điện cũng được, bếp hồng ngoại cũng được. Còn đây là cái phần ủ chân không thì chúng ta nắp nó liền như thế này. Và mỗi lần dùng chúng ta chỉ việc mở lên như thế này. Đấy, và chạm xuống có nam châm hút này và mở lên. Thì khi mà chúng ta đun xào nấu xong chúng ta sẽ bỏ vào đây và đậy vung lại như thế này và ủ như thế này là xong. Thì chúng ta sẽ không mà mất thời gian, mất công sức để không dùng bất cứ một điện năng hay gì cả, mà trong đây nó sẽ cấu tạo từ các lớp nhiệt giữ nhiệt này và tạo ra áp suất để cho nồi sôi ở phía bên trong. Bây giờ mình sẽ thử một chút đồ ăn với cái này xem là nó có thật sự như vậy hay không. Bây giờ với chiếc nồi ủ này thì mình sẽ thử một ít xương hầm với cà rốt với khoai tây, khá đơn giản, để xem cái độ nhừ của nó đến được đến đâu nhé. Mình cho xương và mình xào trước này. Nồi được làm từ chất liệu inox này, cho nên là khá là sáng và sạch sẽ. Quay cầm này thì cách nhiệt rất là tốt này, cho nên chúng ta cầm giữ nóng thoải mái để xào nấu đảo tiện, không cần phải dùng cái rẻ giữ nồi nữa. Chúng ta xào sơ xương lên rồi sẽ đổ nước vào này. Tao đậy vung vào. Đấy, rất là tiện, gọn xinh. Nồi này dung tích 4,5 lít cho nên là nhà có đông đông một chút, nấu nhiều canh hơn một chút thì cũng không vấn đề gì. Nồi khá là to. Phương xa. Sau khi đã nấu sôi khoảng tầm 5 phút với khoai tây với bằng này xương thì chắc chỉ cần sôi độ 5 phút thôi. Thì chúng ta sẽ cho vào cái nồi bên này để chúng ta ủ. Đây, đặt vào thôi. Xong, nó có một cái khấc để chúng ta đậy vào. Thế là xong.
mỗi như vậy thôi. Và chúng ta chỉ cần chờ thêm khoảng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ bỏ ra thử xem là cả thịt và cả khoai thì đã nhừ hay chưa. Chúng ta không cần dùng bất cứ năng lượng nào cho cái chiếc nồi này cả. Đấy là điều hay. Chúng ta có thể bỏ gọn gàng sang một góc khác để tiếp tục các món khác với bữa ăn của mình. Và chỉ chờ để múc ra tô thôi. Và đây là sau 10 phút mình mở ra trong nồi, sờ vào còn rất là nóng. Và đây vẫn có dấu hiệu đang là sôi ở phía bên trong. 10 phút thì thử mở ra xem là thịt đã nhừ chưa và khoai đã nhừ chưa. Khoai thì dễ chín hơn, khá là nhừ rồi. Khoai thì dễ chín thì khá là nhừ rồi, thịt thì chưa được nhừ cho lắm. Thì mới được có 10 phút mà mình mở ra. Đây là hình ảnh của nồi sau 10 phút này. Đó, chưa được nhiều lắm. Mình sẽ ủ thêm 10 phút nữa để xem như thế nào. Và sau 20 phút thì bây giờ mình sẽ mở chiếc nồi ủ này ra cho bạn xem là thành quả của chúng ta ủ trong vòng 20 phút thì đồ ăn sẽ nhừ tới đâu. Và bây giờ như sờ ở trên cái phần mặt này thì còn rất là nóng. Nhưng mà sờ ngoài này thì không thấy nóng một tí nào cả, bởi vì nó có chân không cách nhiệt, cho nên là rất là an toàn. Và mở lên, bây giờ phía trong này khá là nóng. Đây, mình mở ra cho các bạn xem này. Hơi bốc lên nghi ngút luôn. Và mình sẽ lấy thử đây, các bạn có thể nhìn vào phía bên trong này. Xương đã được tút ra gần như là gần hết này. Đấy, rất là nhừ, miếng xương này rất là nhừ này, tút hết xương ra rồi. Đấy, những miếng là khá to, mình chặt rất to. Nếu mà ví dụ như chúng ta mà linh lục bục ấy thì miếng khoai nó sẽ không bao giờ được nguyên miếng như thế này, mà nó sẽ bị nát khoai ra rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì ủ như thế này thì miếng khoai nó vẫn là nhừ, nhưng mà nó vẫn còn nguyên miếng, rất là ngon. Đây, mình sẽ thấy khoai đây, rất là nhừ. Khoai và cà rốt nhừ đấy là điều đương nhiên rồi, bởi vì hai cái món này đều là dễ nhừ. Nhưng mà miếng xương này, như các bạn đang thấy này, miếng xương này cũng nhừ ra này. Và tút xương ra như thế này là rất là nhừ rồi. Và cái quá trình làm cái này thì là rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc nấu và cho vào ủ. Cái quá trình nấu, nếu mọi khi chúng ta phải nấu rất lâu thì được một nồi xương nhừ như thế này. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần có nồi ủ như thế này và nấu khoảng 15-20 phút và cho vào ủ như thế này là đã có một nồi canh hầm ngon cho cả nhà rồi. Rất tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả tiền bạc công sức của chúng ta nữa. Và sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hành Nhật 123. Các bạn hãy gọi theo số hotline 0947 286123 để đặt hàng. Và hẹn gặp lại các bạn tại những video trải nghiệm các sản phẩm mới tiếp theo.